nhà mình thấy rất là khô ráo không? Đó, bên cạnh đây thì mình sẽ gọc luôn nha, mình sẽ gọc luôn, bỏ cái muối này ra, bỏ cái hộp này ra. Đó. Còn đây là miên cái muối nè, nó vẫn khô ráo như bên trong như bình thường nha. Đó. Bạn nào nói ăn mà bị mắc cổ này kia thì chắc có thể mình nuốt nhiều lắm mới bị mắc cổ nha. Còn cái này đơn giản không bị mắc cổ đâu nha. Cái mít mình chín rồi đó nha. Nè. Cốc 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 vậy ha. Giống gỏi sầu riêng không? Cốc cốc về là nó chưa chín nha. Bịch bịch chưa chín nha, một trái nè. Đây trái nè. Trái này chín luôn rồi nha. À, tình hình nguy hiểm rồi cả nhà. Ủa sao ngộ ta? Cái này nó bị con gì nó ăn hư mẹ cái cây mít rồi. Hả? Chết cha nó ăn tuốt ở trong luôn rồi. Ồ, nó chết cây không trời. Nó ăn xì mũ chân trời. Không biết để mua thuốc. Ồ, nó ăn banh bên cạnh đây chân. Hàng chi năm nay mít của mình không có không ổn rồi, cây này có khả năng chết nữa cả nhà. Cha nó ăn kiểu này sao đây? Căng dữ người ta. Ăn ngoài này dữ lắm nè. Hàng chi năm nay mùa mít trái này không bự lắm nha. Trái này nó quá đèo đẹp rồi, rớt luôn cả nhà. Rồi hai trái nha. Nó rụng luôn, vừa rụng cầm nó rụng như sầu riêng. Bây giờ nó rụng luôn. Đây. Chào đại gia đình mình nghe, thì hôm nay mình tính ý định là bẻ chỉ có một trái mít thôi để mình review tiếp tục cái giống mít của mình nha. Nhưng mà không ngờ thì cái trái bên này nó nhỏ xíu mà nó cũng chín luôn cả nhà. Mình đụng tới cái rụng luôn mà không biết trái này có ngon không nha. Đó, thì có người bạn cũng muốn có ý là muốn mua muốn chia một trái nhỏ nhỏ để ăn, thì mình gỡ ra mình thấy nó rụng luôn, mình sợ chia trái này ăn không ngon nha, cho nên mình quyết định bữa nay mình review hai trái này luôn. Tiếp tục là mình review, nhưng mà bữa nay mình không có treo nữa mà mình để gì mình ăn nó luôn. À, ăn cái kiểu này cho nó có gì nó mới không nha. Chứ mình thấy nó ngon thì nó ngon rồi đó. À, mình muốn kiếm cái kiểu cách nào nó ăn lạ chứ. Bây giờ mình không treo nữa nha. Và hai trái này mình quyết định ăn hai kiểu giống như khác nhau nha. Mình gọc kiểu này nè, bây giờ mình lột nha. Lột cả nhà. Đó. quá đỉnh đó. Với thông báo luôn, cái cây mít của mình không có chăm sóc kỹ cả nhà. Giờ hiện tại á là cây mít của mình nó đang bị sâu mà. Để mình ăn gọi này thì mình đi mua thuốc sâu về mình xịt cho nó nha, chứ không thôi là nó hư cái cây ấy luôn, là bỏ uổng dữ lắm. Do là công chuyện nhiều quá mình không có chăm sóc nó thì tự nhiên cái con gì nó ăn hư hết rồi nha. Cái nhà mình tưởng tượng cái này là cái kèo của mật ong đây nha. Nó nhìn thấy không, nhìn ở ngoài vô mình tưởng như là mật ong không đó nha. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình để review lại cái cảm giác đợi mấy tháng mới có ăn đó nha. Đó, bây giờ mình xỉa này trước coi. Ăn liền mới được, đợi không được. Đang đói bụng, ai mà đi gừng đang đói bụng mà gặp cái cảnh này là no đi không nổi luôn á. Nó dễ khắc cả nha, nó rất là dễ nha, quá ngon nha. Cái phần sơ của nó nha, bữa nay mình sẽ review mình ăn cái sơ luôn nè, mà sơ nó cũng ngon như thường, thậm chí nó ngọt còn hơn cái muối nữa.
Đây, cả nhà mình thường sợ nó rất là ướt nha, nhưng thật sự cái này mít ướt mình đã lai rồi nha, cho nên là nó không còn ướt nữa cả nhà. Đó. Cả nhà mình thấy cái rất là khô ráo không? Đó. Bên cạnh đây thì mình sẽ gọc nó luôn nha, mình sẽ gọc nó luôn ở trong nè. Bỏ cái muối này ra, bỏ cái hộp này ra. Đó. Còn đây là miếng cái muối nè, nó vẫn khô ráo như bên trong như bình thường nha. Đó. Bạn nào nói ăn mà bị mắc cổ này kia thì chắc có thể mình nuốt nhiều lắm mới bị mắc cổ nha. Còn cái này đơn giản, không bị mắc cổ đâu nha. Nó thơm, ngọt, nhẹ. Và cái muối nó gáo gáo, nói chung là nó không có chèm nhẹp. Như là nó có cái độ giòn giòn nhẹ nha. Chứ nó không có dẻo như sầu riêng mình đâu nha. Mà cái màu giống sầu riêng thiệt chứ. Mày mời đại gia đình nha. Rồi bắt đầu mình quay tới review trái thứ hai nha. Còn đây là cái trái đèo đẹp nè, mình đụng tới là nó rụng luôn rồi nha. Mình tính là nó chưa có chín, nhưng cái này mình ăn cái kiểu ngày xưa nè, cái kiểu này nha. Ăn cái kiểu giống ngày xưa mình ăn kiểu mít ướt ngày xưa nha. Bây giờ mình bẻ ra, trái này thì không có nhiều muối nữa nha. Ồ, nó vẫn chín bình thường nha. Khô gáo nha. Nói chung cái trái này thì nó quá đèo đẹp nha, không có bao nhiêu muối rồi nha. Đó, mình ăn cái kiểu mít ướt ngày xưa là mình gỡ lên vậy đó nha. Nó nhưng mà được cái này là muối nó bự nha. Bây giờ mình vô luôn đâu, cái trái này thì nó không có ngon gì lắm. Đó, cái nào thấy không? Cái này đã nó quá đèo đẹp đi, nhưng mà muối nó cũng tròn tròn bự bự nha. Mời đại gia đình mình miếng nữa nha, để review cái trái này tự nhiên đụng tới nó rụng luôn, có thể là chín héo không chừng. Vẫn ngon như thường cả nhà. Cả nhà mình thấy cái kiểu này là nó giống mít gì không? Giống như mít tôm nữ nha. Thì mít tôm nữ mình cũng không có nhiều chai nhiều hộp nha. Ngon. Đã nha. Cả nhà mình thấy cái cục này không? Lật nó ra hay vẫn còn muối này nha. Nói chung cái trái này thì quá nhỏ nha, nó đèo đẹp, bị ép quá trời, nó không có nhiều muối nha. Qua đây. Bên đây cái hộp bên đây nhiều muối nè nha. Thấy không? Cái chỗ này nó nhiều muối nè. Bút cái muối này lên. Ngon nè. Cái trái này nó nhỏ, mình đụng cái là nó rụng liền nha. Mình tưởng nó không ngon, nhưng mà vẫn ngon như thường đó nha. Rồi, đại gia đình thân mến nha. Thì tới đây cái nội dung video là review lại cái trái mít đầu mùa của nhà Hải nha. Thì nói chung là mít lột vỏ. Tại sao mình đặt mít lột vỏ? Cái này mít lột vỏ là mình tự đặt nha. Tại mình thấy lột được cái vỏ nên mình đặt vậy cho nó dễ kêu. Đó. Thì thật chắc á, thì mình ăn cái kiểu rút cùi kiểu này cũng được nè. Rồi lột vỏ kiểu này cũng được nha. Nhưng mà cái cảm giác ăn mít này á, nó không giống như mít ướt, mà cũng chẳng giống mít tôm nữ gì nha. Nó lai lai, tại vì thật chất là nó lai lai, mình ăn thì nó không ướt, rõ ràng là nó không ướt, và nó cũng không quá khô nha. Nhưng mà đặc biệt thơm ngon, dễ nuốt nha cả nhà, ăn sơ cũng ngon nữa nha. Rồi tới đây nội dung video kết thúc nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà mình nha.